Anh ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu hương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Cho trọn đời anh ơi ta sống được bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế. Hỡi được bao năm sống mà yêu nhau. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mây, rồi mình xin khấm chú xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn luôn hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Tấm liều lý tưởng của em và của anh, tấm liều lý tưởng của em và của anh, tấm liều lý tưởng đó ta sẽ bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng một đàn con xinh. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Túp lều lý tưởng của em và của anh, xứng bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng một đàn con xinh. Tấm liều lý tưởng đó ta sẽ bằng xứng bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng một đàn con xinh. Đến với chương trình Siêu Nhí Đấu Trí. Hôm nay Minh Sự với Buka làm những thiên thần áo trắng. Dạ. Nhưng các bạn nhỏ thì lại rất là màu sắc. Tụi con ơi, vẫy tay chào khán giả nào. Khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là 20:45 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình diễn đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và như thường lệ, đến với chương trình này chúng ta sẽ có 5 bạn siêu nhí rất là dễ thương, đáng yêu, cá tính, xinh đẹp, học giỏi, tài năng, đúng không các con? Dạ đúng. Các con hãy tự giới thiệu về mình nha.
cô mời bạn. Dạ, chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Minh Thư, năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là đi người mẫu. Đi người mẫu đúng không? Dạ. Hay là mình thể hiện khả năng của mình một chút xíu được không? Dạ được. Thần thái liền. Thử thách nha, con lên đây, con đứng đây nè, Khôi đứng đây, tạo dáng vô, tạo dáng vô. Con phải diễn với thằng Khôi, vô. Rồi, vô dáng một cái nè. Dễ thương quá. Khôi ơi, con giới thiệu về mình nha. Xin chào quý vị khán giả, con tên là Sushi Đăng Khôi, hiện con 6 tuổi. Năng khiếu của con là gì nè? Dạ, con có 5 năng khiếu. Kể nghe chơi coi. Nói tiếng Anh, nhảy hiện đại, diễn thời trang, đòi chuyện xong của anh vì lưu loát, làm tranh gạo mini. Yeah. Wow, giỏi quá à. Cho tôi quan lướng kế con tôi cái. Chú Minh Xù là có được một bức tranh gạo của Minh Khôi, của Khôi tặng cho chú Minh Xù rồi. Cho nên là chú Minh Xù biết cái tài năng đó của con. Nhưng ngày hôm nay con giới thiệu 5 tài lẻ mà chú thấy con giống như bắn rap ra gì đó. Bây giờ mình thể hiện một cái đoạn rap ngẫu nhiên được không? Dạ. Quý vị muốn nghe không ạ? Dạ. Mời con. Tôi có miếng bơ bên trái, tôi có miếng bơ bên phải. Rap lại, người ta gọi là rapper. Anh Xù ơi, em để ý nha, bạn có nét rất giống anh luôn. Sao nhận chú Minh Sù là Manu luôn không? À. Yeah, ừ, để con, ừ, đi đường quá đi. Thông qua chương trình này thì tôi đã có được một đứa con rồi. Chúc mừng anh. Ngày hôm nay Khôi đến với chương trình này với một cái quyết tâm như thế nào? Con sẽ giúp khách mời chiến thắng. Yeah. Rồi, tiếp tục nha con trai, giới thiệu một tí xíu nè. Năm nay, con 8 tuổi, con tên là Nguyễn Hồ Tuấn Bảo. Con thích môn cầu lông, một bóng rổ với lại môn võ thuật. Con chỉ cho cháu một vài động tác đi. Đúng rồi, bây giờ hai cô cháu mình lên đây tập một vài động tác nha. À. Rồi. Cái chân cong lên. Rồi. Con ơi, con trai, con chân cong như được không? Okay, chân sao hẳn. Okay. Chân sao hẳn. Rồi. Từ chiến lược số 1 đến chiến lược số 15, cô chọn chiến lược. Con tự làm luôn. Trời con ơi, tự làm luôn đấy con. 15 chiến lược nha. Anh ơi, em nghĩ đây bé tự làm cho em có một bài thật đẹp nha. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, đánh nào. Dạ. Rồi. Wow. Tiếp theo hai cô gái đứng cạnh Minh Xù nè, rất là cao ráo nha, xinh đẹp nữa mà có hai cái bông nữa, quá là ấn tượng. Giới thiệu nào con. Dạ, xin chào tất cả mọi người, con tên là Thảo My, năm nay con 9 tuổi. Con có sở trường gì đặc biệt không? Dạ, sở trường của con là rap. Cá tính nha, một tràng hỗ tay cho bạn nào. Đó, xin chào quý vị khán giả, con tên là Đặng Vũ Thị Tiên, năm nay con 11 tuổi. Con có thể hát, nhảy và múa. Wow. Hát, nhảy, múa, đam mê nghệ thuật nha. Mình làm chung một lượt được không con? Con hát. Hát con thôi, hát. Ừ. Rồi. Rồi con, cố lên đi. Đêm đứng đâu đêm, mẹ mai chiên áo cho con. Áo nào trứng dài, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào, à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chùm chiếm môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Chú nghĩ là con có một cái tình cảm rất là nhiều, đúng không? Từ sâu bên trong này nè, hy vọng rằng ngày hôm nay con sẽ giúp khách mời chiến thắng nha. Ok, một tràng hô tay cho bạn nhỏ nào. Chúng ta đã là quen với năm siêu nhí của ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các con về chỗ để chúng ta chào đón khách mời ngày hôm nay nhé. Lê thôi. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì các bạn nhỏ cũng đã sẵn sàng và chúng tôi cũng có một khách mời mà Minh Xù Buka rất là yêu thương. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Lâm Khánh Chi. Cho em cũng đẹp quá à. Đúng không chị? Đẹp quá trời luôn. Đẹp quá. Trời ơi đẹp quá. Em còn đứng đây nha, khen bên kia. Quá trời đẹp luôn. Chị cũng rất là xinh tươi luôn. Thấy chưa, mới bước ra là thấy không khí náo nhiệt liền. Chị ơi, chị mới đi in về hả?
Đúng rồi, chị đi Yen đó Kim. Trời, chị đi Yen mặc bộ đồ quá đẹp luôn á chị. Đáng quá ha, trời ơi, bao nhiêu cái kim sa lấp lánh. Kè kim sa kè, chiếu sáng hơn bên này nữa. Em xin lỗi chị. Có mình em có bốn cái bông búp à. Búp 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 à. Bông búp rồi đó hả? Bông búp nó không được nở nữa. Không được nở nữa, khổ ghê á. Chị yêu ơi. Sao Kim? Cảm giác của chị như thế nào khi đến với chương trình này? Cảm giác rất là vui và rất là phấn khích, nhưng mà cũng hơi hồi hộp. Sao hồi hộp, ai làm gì đâu. Thấy năm em nhí này dễ thương quá à, tự nhiên hồi hộp. Trời ơi, đúng rồi. Thấy ta dễ thương cái hồi hộp vậy hả tụi con? 2, 3. Con chào cô Lâm Khánh Chi. Thì thấy không? Chị chào con nha. Lớp học của em nó vậy đó. Chị ơi, bây giờ là mình phải dành một chút xíu thời gian để chị có thể giao lưu và làm quen với các bé, để các bé có thể tư vấn cho chị trong những vòng chơi để mình có thể giành chiến thắng của chương trình. Ừ, bây giờ chị có cái gì chị mua chuộc mấy bạn chị hết chị cho. Chà năm đứa con. Lại gần ta giới thiệu chứ. Đó chứ. Con tên gì? Dạ con tên Thủy Tiên. Con thích cái gì? Dạ con thích hát. Rồi sau chương trình cô dạy con hát nha. Dạ. Hello. Hình như cô thấy con quen quen. Dạ. Cái đuôi gà của con đâu rồi? Đó. Con thích gì? Dạ con thích nhảy múa. Vậy sao chương trình này hai cô cháu nhảy nha. Dạ. Dễ thương. Con gái xinh đẹp con có bông màu cam. Trời, con cài có hoa sâm bụt đẹp hóa. Con tên gì? Dạ con tên là Minh Thư. Năm nay con nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 7 tuổi. Con thích gì nhất vậy? Dạ con thích đi người mẫu. Cách quét hả? Dạ. Chú dạ cho con. Dạ. Con tên gì? Con Tuấn Bảo. Con cười một cái coi. Mắt một mí con trai Hàn Quốc. Trời ơi. Cười tươi mấy con. Không phải chị, cái khẩu hình của em nó vậy rồi, hiểu không? Cái style của em cái nó vậy style rồi. Của em nó vậy rồi. Cái mỗi bạn người ta gọi là cool boy. Cool boy. Đẹp trai. Boy lạnh lùng. Đúng rồi, lạnh lùng. Về chỗ cho chị phỏng vấn tiếp. Con tên gì? Dạ con tên Thảo My. Bây giờ nè, mới là một cái thử thách nhẹ nhẹ sơ sơ thôi, để trước khi bước vào chương trình. Bạn này tên gì? Thủy Tiên. Thủy Tiên. Đây là thôi, có cái đuôi tóc gà. Đúng rồi, đuôi tóc gà. Hoa sâm bụt Minh Thư. Tiên Khôi Thư. Bảo Bảo. Bảo Bảo. Mimi. Chỗ tay cho chị tôi. Các con ơi, các con, sức mạnh của các con là quan trọng nhất, cho nên là phải ủng hộ cho cô Lâm Khánh Chi nhiều nha. Nào, quyết tâm lên, 1, 2, 3. Yeah. Tiên Khôi Thư. Đó. Bảo. Đúng. Hổng y. Đúng. Trời, trời ơi. Bây giờ chị đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Vui dữ lắm. Khu vườn tuổi thơ sẽ bắt đầu sau ít phút giải lao. Xin mời. Vòng 1 của chương trình Siêu Nhí Đấu Trí. Bây giờ là chúng ta phải lục lại trí nhớ của mình nhiều hơn, bởi những cái kiến thức tuổi thơ nè, và đặc biệt là kiến thức đời sống nữa, để vượt qua 12 câu hỏi chia thành 3 vòng thi. Và vòng đầu tiên của chúng ta sẽ có 5 câu thuộc 5 chủ đề khác nhau, và mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 5 phút để gợi ý và trả lời. Luật chơi vòng 1 như sau. Ở vòng thi này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi thuộc các chủ đề khác nhau. Mỗi câu hỏi có thời gian thảo luận và trả lời trong vòng 5 phút. Với mỗi chủ đề, người chơi sẽ ghi ra đáp án trước, sau đó thảo luận cùng bạn cố vấn nhí và đưa ra đáp án cuối cùng. Trả lời đúng nhất số tiền thưởng sẽ tăng lên một bậc, tương ứng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Trả lời sai đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội thu hút giải thưởng cao nhất. Câu trả lời đúng thì tương đương với số tiền chị nhận được. Câu đầu tiên chị sẽ nhận được 1 triệu. Câu số 2 2 triệu. Câu số 3 3 triệu. Câu số 4 5 triệu. Và dần dần lần lên tới câu số 9 là chị sẽ nhận được 30 triệu đồng. Hai vòng thôi nha chị nha, là 30 triệu nếu như đúng hết 9 câu. Cái nào mình vô mình hên là mình bắt chúng ô cộng đôi. Không? Cộng 5 trước. 30 cộng 5 là 35. Nhân đôi là 70 triệu. 70 triệu là không chơi nữa, đi về. Ai cho? Ủa chị, bạn muốn vô ra ra. Chị ơi, mình phải chơi cho tới hết. Ủa chị. Ủa vậy hả? Dạ. Đúng là chơi cho đủ tiền rồi đi về chứ. Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà ở vòng 3 nó xa xôi quá. Bây giờ chúng ta nói chuyện ở vòng 1. Đúng. Đến với những chủ đề của vòng 1 và những câu hỏi như sau. Xin mời. 5 chủ đề khác nhau. Chị
kiện trường lớp, đố vui, khoa học toán học, du lịch khám phá, thế giới động vật. Chị thích chủ đề nào? Nói chung là bây giờ lâu rồi không có đi học. Có các bạn nhỏ ở đây. Thì bây giờ chị muốn chuyện trường lớp trước đi. Chuyện chị muốn quay về kỷ con. Niệm lúc tuổi học sinh. Đồng ý không tụi con? Dạ đồng ý. Chuyện trường lớp. Câu hỏi như sau. Tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái? Đọc các chữ cái theo thứ tự. 5 phút bắt đầu. 5 phút chữ cái hả? Chị phải phân tích là tiếng Việt nha. Tiếng Việt là tiếng Anh nha. Tiếng Việt nha. Bạn chữ cái tiếng Việt nha. Tụi con ơi, chắc là ai cũng học viết rồi đúng không? Thì mình biết là bạn chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái không nhỉ? Ai biết giơ tay? Bạn chữ cái tiếng Việt nha. Con gái, sao mi? Dạ, hình như là 24. 24, con đếm thử cho chú coi, con đọc thử coi. A, A, Ở, Bờ, Cờ. Nghĩ, nghĩ. Ở đây bé đọc là A, A, Ở, Bờ, Cờ. Là con gái rồi, từ từ tiếp. Con đọc tiếp đi, bạn sẽ nối đuôi theo con. Giờ. Giờ. Đờ. Đờ. Ngưng được rồi, tới bạn tiếp theo đi. Tới con, Bảo. Bờ, cờ, giờ, đờ. 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 Nghe. Ê. Ủa? Ai mượn chú? Mồi. Ê. Gờ. Gờ, đúng rồi. Gờ. Là. Chưa. Gờ xong tới cái gì? Đó không? Gờ. Hà. Đúng rồi. Hờ tới gì? Hay là biết tới chữ hờ thôi. Y ca. Hờ y ca đúng rồi. Tiếp con. L M N O bên kia O U. Rồi dừng được rồi, tới con. Phờ. Biết rồi, phờ rồi, cái gì nữa chứ, hai đứa đọc phờ hoài vậy. Đâu không, con phải uống cái lửa lên. Không. Thấy bạn làm không? Đâu, con để cái lửa lên trên cái nóc giọng ở trên này, con để cái lửa lên rồi, con thả cái hơi ra. Rồi ngồi tập. Con đọc R coi. R. Nè các bạn đọc vậy không? R. 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 Không đó, cười tươi vậy tôi khoái nha. Vỗ tay cho cái nụ cười thiên thần của em nha. Đó, con cứ cười gì hoài hoài đi. Rồi, thôi, tiếp R là tới gì nữa? Sờ. Ở bên kia đã viết được hết chưa nhỉ? Gần hết rồi, chúng ta còn một phút nha. Anh à, chị gì đây? Kiếm bò à? À, đây là một đàn kiến hả? Cái bảng thì rất to nhưng em không hiểu tại sao chị lại viết chữ nhỏ đến như vậy. Tại vì sợ hết bảng. Tụi con gợi ý như vậy là chú nghĩ là cũng đủ rồi đó. Nhưng mà chị phải cho em hai đáp án nha. Một là có bao nhiêu ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt. Hai á, là phải đọc được chính xác bao nhiêu ký tự đó. Còn 5 giây để chị chốt đáp án cuối cùng. Và chị tôi hôm nay. 3, 2. Chị phải đọc theo bảng chữ cái tiếng Việt nha. Thời gian đã hết. Xin mời chị Lâm Khánh Chi chốt đáp án. 29. 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Và xin mời chị đọc to rõ cho các con nghe bảng chữ cái tiếng Việt là như thế nào. Các con nghe nha. Dạ. Dạ. A, B, C, D, D. Mình tăng tốc được không? E, G, H, I, K, L. G là cái gì? G, H gì, dầu H hay gì? G đâu lại là G? E, G, H, I, K, L. M, M, N, N, O, O, E. Không có N gì đó, là M, N thôi. M, N, O, O, E, B, quy bà đó. Hờ. Hờ. Đúng rồi. Rồi. Hờ. Hờ. Khoan. Hờ nè, ghi hờ nè. Không, nó hơi văng. Anh này. O, O, E, P, W, R, T, T, U. U. U, U, cái chân nhau hỏi nó là ư. Ừ. Ừ. V. V. S, gì? Không, phải cái đó là cái gì? Sờ. 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 Sờ
chị ơi, hai cái sờ đó mình phân biệt như thế này, một cái sờ mạnh, một cái sờ nhẹ. Buka, sờ nhẹ là sờ sao? Sờ nhẹ. Đúng, còn sờ mạnh? Sờ mạnh. Biết sao? Lộn cái này với lại tiếng Anh. Đúng rồi. Đọc mình nhớ chữ nhưng mà mình đọc nó hơi bị sai. Bản chữ cái tiếng Việt của chúng ta tiếng Anh hơi bị giống. Với đáp án của chị Lâm Khánh Chi là có 29 chữ cái và chị cũng đã đọc thứ tự các chữ cái rồi. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Các bạn nhỏ ơi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại bản chữ cái tiếng Việt 29 chữ cái nha. Nhìn lên trên bảng nha, chuẩn bị nào. 2, 3. Chúng ta cùng nhau đến với chủ đề tiếp theo. Xin mời. Chị sẽ chọn chủ đề nào? Đố vui, khoa học toán học, du lịch khám phá hay là thế giới động vật? Các con ơi, các con thích đi đâu nhất? Du lịch. Du lịch hả? Vậy thì mình chọn du lịch khám phá nha con. Chị ơi, cái này là chị giống như là chị kêu chị mồi cho chọn á. Du lịch khám phá. Ví dụ tình hỏi là các con ơi, các con muốn chọn chủ đề gì? Tại vì cô thích đi du lịch. Rồi, chiều cô hỏi về chiều cô nha. Chiều lưu ý cô nha. Luôn. Du lịch khám phá. Câu hỏi như sau: quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất trên thế giới? 5 phút bắt đầu. Diện tích nhỏ nhất cho tụi nhỏ con. Nhỏ nhất nha. Không phải là diện tích lớn nhất mà là diện tích nhỏ nhất. Diện tích nhỏ nhất. Cái này giống như những cái tiết học mà sau khi giáo viên nói là các con kiểm tra đầu giờ, tự nhiên gục mặt xuống hết. Sao? Có bạn nào tự tin không? Bảo con có biết không? Nước nào là nước mà có diện tích nhỏ nhất nè? Con đoán thử coi. Nước Việt Nam. Nước Việt Nam. Con đang suy nghĩ một cái nước Việt Nam nữa nhưng mà con quên tên. Mọi thứ. À, cái này là theo con nghĩ là Việt Trì, Hà Nội. Việt Trì đâu phải là nước con. Thôi ơi, đây, một chàng trai có một cái thâm niên mà học tiếng Anh rồi tiếng nước ngoài rất nhiều và có một cái phong cách rất là Nhật Bản như thế này thì tôi nghĩ là biết, cậu ấy biết. Nào xin mời Khôi. Nước con nào không? Nước nào nhỏ nhất con? Con đừng nói Cà Mau nha. Nước nào? Khôi có thể dự đoán thử xem. Nước nào ta? Rồi nếu mà các bé không biết thì cô sẽ gợi ý. Mời một cô chút xíu. À thứ. À con nghĩ là Ấn Độ cô. Ấn Độ. Rồi cô sẽ đưa ra một gợi ý nha. Thử xem mình đã từng nghe được cái thông tin này ở đâu chưa nha. Đất nước này chỉ có 44 hecta thôi. Và dân số chỉ có 1.000 người. Rất nhỏ đúng không? Chỉ có 1.000 người thôi. Chưa luôn. Hên ghê chị ơi, hên lắm. Chưa ai nghe hết. Hình như cái nước này là nó mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó có tự đông đúng không? Nó có gì chị? Có gì chị? Có gì chị? Có lắm. Xin lỗi. Có gì không ạ? Có gì anh? Tại em đang nói chuyện với chị Chi. Sao? Dạ. Nước đó nó có cái từ đông đúng không? Từ đông. Tại vì nó nhỏ nhưng mà nó lại đông. Đông. Có không? Ý anh là? Ý anh là đông đúc á. À, nước đó có từ đông đúc hả? Đông đúc không? Không. Không có từ đông đúc. Nước này là một nước... Nó có từ ti không? Có ti nha, ti có nha, ti có nha. Ti nha. Viết ti vô. Ti. Rồi hồi nó bị điện vô chống sao? Ti ti. Ti hả? Ti ti thôi. Ti. Ti. Nước nào có từ ti? Ý. Ý là Italia. Italy. Italy làm sao có chữ ti được? Nhưng mà người ta... Italy là nước bự lắm. Thật sự chị Sương chưa bao giờ nghe cái nước nào mà nhỏ. Chị có 44 hecta thôi. Chị, gợi ý nè, nước này có một cái tòa thánh nổi tiếng. Tòa thánh? Thật sự cái này cũng khó tại kiến thức này nó bao quát. Trong cái tên của đất nước này có tên của Buka. Không, trong cái tên của đất nước này có tên một loại bánh ở miền Trung. Miền Trung và đặc biệt hơn hết là chị sẽ ăn ở Nha Trang. Và cái bánh đó nó rất giống một cái bánh ở miền Tây. Miền Trung gọi là bánh căng. Đúng. Vậy thì nước đó là nước gì? Căng ti. Giống căng tin quá hả? Tin mà. Thì đổi ngược lại. Có bạn nào biết không nè? Viết vô. Chúng ta có một từ căng và một từ ti. Đúng, cái gì? Thì có đất nước nào có tên là căng ti hoặc là ti căng? Nước gì ti căng? Tham thư. Vài thư. Là Mỹ. Mỹ nha, Mỹ có ti căng nha cô. Đi vô Mỹ. Mỹ. Viết ở dưới thôi, ở dưới một cái gợi ý khác. Chúng ta còn 2 phút nha, lẹ lên. Vâng, ti căng.
Chị đoán ra được rồi đó hả? Chị đoán ra được rồi. Antican. Trời, chị tôi giỏi quá vậy ta. Rồi. Đâu, chị viết vô. Viết vô. Antican, trời ơi. Vatican. Có bao giờ các con nghe tên nước Vatican chưa? Chưa. Chưa đúng không? Bởi vậy cái tên nước này nó phải khác. Nó không phải là Vatican. Vatican. 5 giây cuối cùng. Chị chốt đi ạ. Vatican. 5 4 3 2 1 Thời gian đã hết. Xin mời chị Lan Khánh Thiên chốt đáp án. Vatican là gì? Phiên dịch tiếng Việt. Rồi, cho điểm. Dạ, cho em cái kết quả cứ bảo là 1 2 3 Vatican. Nó có chữ N đâu? Không có chữ N thì bởi em mới nói là đọc sai rồi nãy giờ mà. Vatican. Vatican. Vatican mới là đáp án chính xác. Mặc dù chúng ta có được một cái tên nước tương tự. Xem chung. Cho nên là chị đã không nhận được số tiền thưởng là 2 triệu đồng. Mà chị vẫn giữ nguyên ở mức tiền thưởng là 1 triệu đồng. Một chữ N thôi. Có chữ N thôi. Cho nên chị phải cố gắng hơn trong chủ đề tiếp theo. Thứ ba, chị chọn chủ đề nào? Đố vui, khoa học, toán học, thế giới động vật. Các con ơi, mình muốn chơi trò chơi gì? Thủy Tiên ơi, con muốn chọn trò chơi nào trước? Dạ, đố vui. Đố vui. Rồi, đồng tình nha, mình chọn đố vui, xin mời. Câu hỏi như sau: đây là một tỉnh ở nước ta, tên tỉnh ghép từ một loài động vật kết hợp với thứ mỗi đêm nhìn lên trời đều thấy. Hết. Cái này là đố chữ nha. 5 phút bắt đầu. Nhìn trên trời ạ. Đây là một tỉnh thành mà có thể ghép lại bằng tên một con vật và một thứ gì đó mà tối tối chúng ta hay nhìn lên trời. Mời ai con. Biết? Mời con. Dạ, Sóc Trăng. Sóc Trăng là một gợi ý. Okay. Có con sóc và ông Trăng. Sóc Trăng, đúng chính xác. Ai biết nữa không? Thư. Con biết không? Con đang suy nghĩ. Con đang suy nghĩ. Bảo. Con cũng đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dạ, con này nghĩ giống bạn Tiên là Sóc Trăng. Là Sóc Trăng. Vậy còn ai ý kiến khác không Khôi? Dạ con đang nghĩ. Thư thư qua danh mục của cô, con chọn cái từ ngữ nào? À dạ con đang suy nghĩ. Bây giờ chị chọn Sóc Trăng đó. Viết vô. Sóc Trăng. Con sóc con trăng. Con trăng. Đúng rồi, con trăng nha. Con cái này là chắc em đúng luôn. Em không biết là chị có vượt qua được con trăng này không. Con trăng này là đúng. Không vượt ra con trăng này tôi đi về. Đi về luôn rồi, rất là tự tin rồi. Không cần tới 5 phút luôn. Các con có đồng tình với đáp án này không? Dạ có. Và bây giờ chúng ta sẽ chốt đáp án. Đáp án của chị là Sóc Trăng. Sóc Trăng. Sai chính đại nha. Sóc Trăng. Sóc Trăng thôi. Vâng. Tại vì nãy chị điệu. Dễ thương. Đó là đáp án của chị Lâm Khánh Chi. Và đáp án của chương trình đó chính là Sóc Trăng. Yeah. Số tiền hiện nay là 2 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề số 4. Xin mời. Còn 2 chủ đề thôi. Khoa học, toán học hoặc là thế giới động vật. Bây giờ cho tụi con chọn, cô không gợi ý nha. Rồi, chú Minh Xù giúp cô làm cái gì nha. Thư. Mời Thư. Dạ, thế giới động vật ạ. Rồi, chốt. Thế giới động vật. Câu hỏi như sau. Động vật lớn nhất trên thế giới còn tồn tại đến ngày nay là con gì? 5 phút bắt đầu. Tồn tại đến ngày nay hả? Thư. Dạ, thưa cô là voi. Voi. Đúng, chính xác, con voi. Viết vô. Bảo. Con cũng vậy. Con voi. Con cũng vậy luôn, con cũng đồng ý là con voi với bạn Thư. Vậy còn ai có nghĩ là một con nào khác không? Ngoài con voi ra thì chúng ta còn nghĩ con nào là... Con nào to nhất? Mời con. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ nó không to, con ơi, nó không to. Nó cao thôi chứ nó chưa có nặng lắm đâu con. Nhưng mà đó là một gợi ý của bé. Một gợi ý nha cô. Hươu cao cổ. Mời Thư. Dạ, heo. Heo. Con heo, nhìn cu ca. Heo. Con voi thì cũng nặng đó. Nhưng mà có con gì nặng hơn con voi nữa không ta? Mời con. Con nghĩ đi. Là cá voi. Con cá voi. Một nghĩ nha cô. Hợp lý nha. Cá voi thật bự lắm nha. Bảo mời con. Hà mã. Bự đó. Nhưng không biết bự nhất không nha. Con voi cũng to mà cá voi cũng to. Hai con đều to dễ sợ nhưng mà không biết con nào to hơn nào.
là hơi bị căng nha. Đúng rồi. Thật sự hai cái con này là điều to nhất. Thậm chí cũng sẽ có đáp án trong hai con này thôi. Ngoài ra không có suy nghĩ con khác. Một là cá voi, hai là voi. Chú Minh Sù gửi thêm luôn là cái con này á, cái tên nó có cái màu sắc á. Mời con. Dạ, cá voi xanh. Cá voi xanh đúng rồi, cá voi xanh. Gợi ý của bạn Tiên dành cho chị. Nếu mà con voi thì có bao giờ người ta chia con voi thành voi đen, voi đỏ, voi trắng, voi vàng không? Rồi chốt không, cá không? Voi xanh. Chị chốt luôn, chốt luôn. Tại vì nếu như con voi không ai mà con voi xanh đó. Đáp án của chị Lâm Khánh Chi với câu hỏi này là cá voi xanh. Cá voi xanh. Và cá voi xanh nhờ bạn Thủy Tiên đưa ra đáp án phụ cho cô Lâm Khánh Chi thì đó là một đáp án. Tới bây giờ thì cá voi xanh vẫn còn tồn tại. Đây là loài động vật có vú và đặc biệt hơn hết là nó sẽ sống từ 30 tới 40 năm tuổi. Rất là vui khi trao thêm số tiền thưởng cho chị Lâm Khánh Chi là 3 triệu đồng. Rồi bây giờ mình còn một chủ đề nữa nha. Chủ đề cuối cùng đó là khoa học toán học. Câu hỏi như sau: hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời là hành tinh nào? 5 phút bắt đầu. Hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời là hành tinh nào? Bây giờ chúng ta kể ra những hành tinh trong hệ mặt trời đi. Trong hệ mặt trời có những hành tinh nào? Bão. Sao Hỏa. Sao Hỏa. Sao Hỏa. Sao gì nữa? Sao Băng. Sao Thủy. Sao Băng không phải hành tinh luôn nha. Sao Băng là cái sao xẹt xuống. Mời con. Sao Mộc. Sao Mộc. Thứ. Sao Kim. Sao Kim. Sao Hỏa. Sao Mộc. Sao Kim. Trong hệ mặt trời. Còn gì nữa nè? Sao gì nữa? Sao Thủy. Sao Thủy. Sao Thổ. Sao Thổ. Các con đang kể là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đúng không? Là Ngũ Hành, là 5 hành tinh. 5 hành tinh. Nhưng mà còn nhiều hành tinh khác nữa. Chúng ta đang ở trong hành tinh nè. Trái đất là một hành tinh nè. Rồi cái gì nữa? Mặt trời. Mặt trời cũng là một hành tinh, đúng rồi. Sao Thiên Vương. Sao Thiên Vương. Sao cái gì Vương nữa con? Sao Hải Vương. Nhưng chúng ta phải nhớ là hành tinh thứ tư sắp theo thứ tự của hệ mặt trời là hành tinh nào. Nhớ kỹ rồi coi. Mình biết là nhiều hành tinh đó nhưng mà mình sắp theo thứ tự của hệ mặt trời. Susie, mời Susie. Dạ, Sao Hỏa. Sao Hỏa là một gợi ý, mời cô viết vô một gợi ý. Thế bây giờ chúng mình sẽ hỏi Susie tiếp nha. Tại sao con nghĩ là Sao Hỏa được xếp vào thứ tư? Dạ, tại vì... Cái nào đầu tiên? Sao Thủy. Cái gì thứ hai? Sao Kim. Kim. Thứ ba? Trái đất. Thứ tư? Sao Hỏa. Thứ năm? Giỏi. Sao Mộc, đúng luôn. Giơ tay cho Susie, giỏi quá. Tạo không giơ tay, cũng không phát biểu gì hả? Hành tinh thứ tư con nghĩ là Trái đất. Là trái đất. Nhưng theo sự sắp xếp của bạn Khôi, trái đất là hành tinh số 3. Còn con thì con nghĩ trái đất là hành tinh thứ tư. Vậy thì bây giờ, cô Lâm Khánh Chi phải là người chốt. Trái đất, sao hỏa, trái đất. Sao hỏa là đáp án chốt của chị. Và đó là một đáp án chính xác. Và với sự hỗ trợ rất là chính xác của bạn Khôi, tới thời điểm hiện tại kết thúc vòng 1, chúng ta đã có 5 triệu đồng cho chị Lâm Khánh Chi. Trải qua vòng 1 mình cũng hơi có một chút căng thẳng tí xíu. Hồi hộp chút xíu và chúng ta cũng đã bỏ mất một cơ hội. Vậy thì đến vòng 2 thì hy vọng chị Lâm Khánh Chi sẽ bước lên từng bước. Chúng ta sẽ đến mức 23 triệu đồng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ít phút giải lao để bước tiếp vào vòng 2 nhé. Xin mời. Khi ngày dài trôi qua, mái tóc suôn mượt thơm mát, chẳng còn lại gì. Với Rejoice, tóc mềm mượt, bông bềnh và ngát hương sau cả một ngày dài. Còn gì có thể bằng Rejoice? Trở lại với chương trình Siêu Nhí Đấu Trí.
Chị Lâm và chị thân mến, quý vị khán giả thân thương, chúng ta sẽ giảm đi một câu hỏi với một chủ đề. Và đặc biệt là chúng ta còn 4 câu thôi, nhưng thời gian cũng sẽ bị giảm đi luôn. 4 phút để thảo luận và đưa ra kết quả cuối cùng. Luật chơi vòng 2 như sau. Ở vòng thi này chúng ta sẽ có 4 câu hỏi thuộc các chủ đề khác nhau. Mỗi câu hỏi sẽ có thời gian thảo luận và trả lời trong vòng 4 phút. Các mốc tiền thưởng chưa chinh phục được ở vòng 1 sẽ được tiếp tục ở vòng 2 với mức cao hơn như 8 triệu, 12 triệu, 17 triệu, 23 triệu và 30 triệu đồng. Trả lời đúng một câu, số tiền thưởng sẽ tăng lên một bậc tương ứng bắt đầu từ mốc tiền thưởng đã đạt được ở vòng 1. Trả lời sai thì số tiền thưởng sẽ giữ nguyên. Người chơi sẽ lần lượt lựa chọn các chủ đề khác nhau để trả lời. Với mỗi chủ đề, người chơi sẽ ghi ra đáp án trước, sau đó thảo luận cùng bạn cố vấn nhí và đưa ra đáp án cuối cùng. Và bây giờ, cũng giống như vòng 1 rất đơn giản, chúng ta sẽ chọn chủ đề. Xin mời. Chuyện trường lớp, hoạt hình cổ tích, du lịch khám phá và một thử thách đến từ chương trình tuần này. Chị muốn chọn cái gì trước? Mời con Thư. Rồi, Thư con chọn cái nào? Dạ con chọn hoạt hình. Hoạt hình cổ tích. Cổ tích. Cô có chịu không? Cô chịu, cô muốn đi vào cổ tích cơ. Thế bây giờ phải hỏi cô trước nè. Cô có biết cái một cái bộ phim hoạt hình cổ tích nào không? Biết. Đó là Lọ Lem. Lọ Lem. Chú Cười Hàng Nga. Đúng rồi. Bạch Tuyết và Bạch Chú Lùn. Bạch Tuyết và Chú Lùn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra câu hỏi thuộc chủ đề hoạt hình cổ tích. Câu hỏi như sau: kể về những lần quẹt diêm và nhìn thấy những mong ước của cô bé bán diêm. 4 phút bắt đầu. Mời Thư trước đi. Thư. Dạ. Thấy bà là một lần quẹt diêm. À, quẹt diêm nghĩa là mong ước là thấy bà của mình. Rồi. Viết vô, cô viết vô. Bảo. Dạ. Quẹt lần thứ hai là thấy một bàn đầy đồ ăn. Cái lần đầu tiên cô bé quẹt là sẽ thấy một cái lò sưởi. Cô ghi vô. Rồi lần thứ hai. Dạ lần thứ hai là gặp bà của mình. Lần thứ ba là nguyên một cái bàn đầy thức ăn. Sửa lại tí xíu nha. Lần thứ ba mới là nguyên một bàn đầy thức ăn nha. Đó rồi. Là gợi ý nha. Gợi ý. Con có nghe cái chuyện này chưa? Cô bé bán diêm. Dạ chưa. Chưa nghe. Không sao cả. Tí nữa là cô Buka kể lại cho con nghe. Còn con? Con nghĩ là quẹt ba lần luôn. Con cũng giống mì. Giống mì luôn. Rồi. Đây, chúng ta có những gợi ý như sau. Quẹt 3 lần. Lần đầu tiên là thấy lò sưởi. Lần thứ hai Thấy bà. Lần thứ ba Thấy bà thức ăn. Hay nhá, chú Minh Sù gợi ý cho tụi con nè. Tại vì sao cái chuyện này nó có ra đời? Tại vì cô bé bán diêm á là trong mùa đông giá rét. Đúng chưa? Thế thì cái lễ hội nào trong dịp mùa đông và cái món ăn đó ăn rất hợp trong cái dịp đó luôn? Mùa đông thì có lễ gì nè? Noel, Giáng sinh. Thường chúng ta xem trên phim nè, đọc trong truyện nè. Thì vào dịp Noel, buổi tối của đêm Noel đó thì những nhà khá giả chút xíu họ sẽ bày một bàn tiệc linh đình. Và trên bàn tiệc đó lúc nào cũng có cái món, đó là một cái món đặc trưng. Mời con, Thư. Thư. Dạ là gà. Gà gì? Gà nướng. Gần đúng rồi đó, gà gì? Con này nó cũng giống giống con gà. Mời con. Con vịt. Vịt gì? Vịt nướng. Nướng luôn. Con này nó giống giống con vịt luôn. Đố chị con gì? Đố chị con gì? Con gà, con vịt. Con này không phải con vịt, nó gửi là giống giống con vịt. Ăn dịp Noel. Dịp Noel của những người nước ngoài nha chị. Nước ngoài nha, mà Việt Nam. Con ngỗng. Chúng ta còn 5 giây cuối cùng để đưa ra đáp án. 5. Con ngỗng. Ngỗng. Ngỗng quay. Ngỗng gì? Ngỗng quay. Ngỗng quay. Ngỗng quay. Rồi. Bây giờ chị hãy đọc to rõ đáp án của mình. Đầu tiên á là quẹt qua diêm là sao thấy lò sưởi. Lò sưởi. Lần thứ hai quẹt thì thấy được nguyên bàn đồ ăn. Lần thứ ba thì sao thấy bà? Thấy bà của mình đúng không? Đó là đáp án của chị Lâm Khánh Chi và các siêu nhí của chúng ta. Nhưng sao mà quẹt thấy cái lò sưởi chi trời? Sao không quẹt thấy cái nhà rồi cho ấm? Tại vì ước mơ của những đứa bé nó sẽ nhỏ nhoi ở trong đó. Có nghĩa là mình ước cái gì mình ước cái đó và mình không có kiểu mình tham lam để ước nguyên một căn nhà để ở. Chính xác là như vậy. Và đáp án của chị Lâm Khánh Chi có chính xác hay không? Xin mời. Bé quẹt diêm và lần lượt nhìn thấy lò sưởi, ngỗng quay, đó chính là một bàn tiệc đồ ăn. Cây thông Noel, ngỗng quay là chung trong bàn tiệc. Trong bàn tiệc và cuối cùng là nhìn thấy người bà của mình. Chúc mừng. Và như
bé Thư nói cũng đúng là có thể bé sẽ quẹt lần thứ tư, bé sẽ quẹt lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, nói chung bé sẽ quẹt hết cái que diêm đó để mong ước nhìn thấy bà của mình một lần nữa, nhưng mà lại không được, chỉ có ba lần thôi. Bởi vì người bà của mình đã mất rồi. Đã mất rồi. Và đó chính là câu chuyện cô Tích, cô bé bán diêm. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi dành tặng cho chị Lâm Khánh Chi số tiền cũng là 8 triệu đồng. Sẽ đến với chủ đề tiếp theo ở vòng 2. Xin mời. Chuyện trường lớp, du lịch khám phá và thử thách. Hồi nãy giờ Bảo với Thư chọn nhiều. Thôi, cho Khôi đi, cho Khôi chọn đi. Chuyện trường lớp. Chuyện trường lớp. Xin mời. Wow, dài dữ ta. Điền những từ còn thiếu trong lời bài hát sau. Chúng ta có những cụm từ như sau: ai có việc, đứng thứ hai, tính thật thà, trông thật đến cao, anh chăm thể thao, đọc chữ chưa, không ngồi yên, anh biết rồi, cao nhất nhà, đứng nghiêm, một anh béo. Nó nghe nè, em đọc lên tới mai luôn đó. Người ta đã chuẩn bị sẵn một cái bảng bự thiệt bự đầu. Xin mời bảng lên sân khấu ạ. Ở trên bảng của chúng em sẽ có những cụm từ. Nếu chị điền cụm từ nào vào vị trí số 1, chị cứ đánh ngay chỗ cái đầu câu đó là số 1. Dễ nhất. Chú Minh Xuân nghĩ là bài hát này các con sẽ rất là quen thuộc rồi đúng không? Giờ tụi con sẽ hỗ trợ cho cô Lâm Khánh Chi nha. Các con ơi, điền vào chỗ trống nào. Xòe bàn tay. Bạn nào biết giơ tay. Cô Lâm Khánh Chi ơi, cái chỗ xòe bàn tay đếm ngón tay nhìn anh giữa là cái từ thứ 7 là trông thật đến cao á cô. Số 7 là trông thật đến cao. Số 7 vô. Đánh số 7 mới nhớ. Dạ. Rồi. Con còn nghĩ gì nữa không? Thì đây con đang xem. Rồi bạn nào nghĩ như này giơ tay. Khôi mời con. Con muốn điền vào chỗ nào? Số mấy xòe bàn tay đếm ngón tay gì? Một anh béo. Một anh béo là số 1. Một anh béo là chỉ số 1. Số 1. Một anh béo. Các bạn có đồng tình không? Rồi. Con tiếp tục. Bảo. Một anh béo trông thật đến hay, cả ngày vui. Ai có việc. À Khôi đưa ra đáp án là ai có việc là số 2. Ai có việc là số 2. Còn số 3 là gì? Là anh giúp luôn gì ạ? À? Là anh giúp luôn không ngồi yên. Là anh giúp luôn không ngồi yên. Hợp lý nha, thấy cũng vô dần đó nha. Rồi mời con Tiên. Con nghĩ số 4 là đứng thứ 2. Đúng rồi, cạnh bên anh đứng thứ 2. Số 4. Ai giơ tay rồi? Mi. Số 10 á. Số 10. Thì anh thua là anh biết rồi. Anh biết rồi. Đánh số 10 vô chữ anh biết rồi. Rồi anh như thế nào nữa ta? Mời con. Con nghĩ số 11 là đứng nghiêm. Số 11 là đứng nghiêm. Đứng nghiêm số 11. Cạnh bên anh đứng thứ 4, hồi anh đã biết. Mời con. Dạ con nghĩ số 9 là đọc chữ. Biết đọc chữ chưa? Biết đọc chữ chưa? Dạ, hợp lý. Rồi tại sao cao thế nào thì anh nói? Anh chăm thể thao. Đúng rồi. Hợp lý luôn. Câu số 6 là cao nhất nhà. Đúng rồi, chính xác, sao cao nhất nhà. Cao nhất nhà số 6, đánh đi. Rồi. Thì chắc chắn số cuối cùng này sẽ là số... Số 5. 5. Đúng. Rồi, chốt. Rồi, bây giờ mình hát lại thử nha. Xòe bàn tay, đếm ngón tay. Một anh béo trông thật đến hay. Cả ngày vui, ai có việc. Hey. Là anh giúp luôn không ngồi yên. Cạnh bên anh đứng thứ hai, một anh tính thật thà đáng yêu. Tưởng rằng anh cao nhất nhà, thì anh lắc lư ngày cài đầu. Xòe bàn tay đếm ngón tay, nhìn anh giữa trông thật đến cao. Hỏi tại sao cao thế nào, thì anh nói anh chăm thể thao. Cạnh bên anh đứng thứ tư, hồi anh đã biết đọc chữ chưa, thì anh thưa anh biết rồi. Hey. À, anh rồi, rất rồi. Anh giơ tay chào. Công nhận cái bài hát này thông qua lời hát của tất cả chúng ta ngày hôm nay nó méo quá, không có tròn mà nó hơi béo méo. Chúng ta sẽ đến với đáp án để xem chị Lâm Khánh Chi và các siêu nhí của chúng ta đã ghép từ đúng không nha. Xin mời. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh béo trông thật dễ hay. Cả nhà vui, ai có việc, là anh suốt luôn không ngồi yên. Cạnh bên anh đứng thứ hai, một anh tính thật thà đáng yêu. Tưởng
rằng anh cao nhất nhà thì anh lắc lư ngay gai đầu. Xòe bàn tay đếm ngón tay nhìn anh giữ trông thật đến cao. Họ tại sao cao thế nào thì anh nói anh chẳng thể thao. Gần bên anh đứng thứ tư hỏi anh đã biết đọc chữ chưa thì anh thưa anh biết rồi. Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào. Rất là dễ thương, hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Và số điểm thưởng cũng như là số tiền thưởng của chị Lâm Phúc Chi và các suy nghĩ của chúng ta nhận được đó là 12 triệu đồng. Và bây giờ mời chị Lâm Phúc Chi chọn chủ đề tiếp theo nha. Du lịch khám phá và thử thách. Rồi, du lịch khám phá đi. Du lịch khám phá. Lại đi tiếp thôi. Đi Việt Nam chơi. Câu hỏi như sau: tòa nhà cao thứ hai tại Việt Nam tính tới năm 2019 là tòa nhà nào? 4 phút bắt đầu. Có gợi ý không? Gợi ý: nằm ở Việt Nam. Từ miền Bắc vô tới miền Nam. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc mang theo tòa nhà cao thứ hai ở Việt Nam. Không mang được, nơi đó không mang được. Cao nhất Việt Nam là tòa nhà nào? Bây giờ mình phải chọn 2019. Bitexco. Bitexco có 68 tầng thôi. Vậy bây giờ mình khoanh vùng đi, thành phố Hồ Chí Minh mình có những tòa nhà nào rồi gọi là những tòa nhà cao nhất? Chọc trời luôn đó. Chọc tòa trời. Nhà nào mới khai trương? Mới khai trương. Vừa rồi là cái gì? Dạ 81 tầng. Tòa nhà gì 81 tầng? Là cái tòa nhà đó. Landmark. Ai nói gì ta? Landmark. Landmark 81 tầng. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình có Landmark 81. Bitexco là 68. Vậy thì cái tòa nhà đó phải nằm ở giữa. Chị đã đi Hà Nội rất nhiều lần rồi đúng không? Ở ngoài đó có một cái trung tâm thương mại, có một cái tòa nhà nào mà cao thiệt là cao, bự thiệt là bự, lớn nhất ở ngoài đó. 72 tầng. 72 tầng. Tên gì biết không? Thiên Nam Hà Nội Lê Mách. Thiên Nam. Đúng rồi. 72 tầng. Thiên Nam Hà Nội Lê Mách. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Đáp án này là một đáp án. Đây, chúng tôi có một cái thống kê. Hiện nay thì cao nhất là Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là Kiên Nam Landmark 72 ở Hà Nội. Thứ ba là Lotte Center ở Hà Nội. Thứ tư là Bitexco Financial ở thành phố Hồ Chí Minh. Và Vietcombank Tower ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ sáu là Sài Gòn Center 2. Chị Lâm Khánh Chi đã đem về cho mình 17 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề cuối cùng của vòng 2 này. Năm bé sẽ vẽ về những loại trái cây mà chương trình đưa ra không dùng lời nói để diễn tả. Người chơi là chị đó. Đoán đó là những loại trái cây nào? Và bây giờ sẽ mời những cái bút màu và những tờ giấy trắng cho các bạn nhỏ của chương trình. Xin mời. Quý vị thân mến, Buka sẽ hỗ trợ bằng cách là đưa cho các bé những từ khóa trái cây mà các bé sẽ phải vẽ ra trong lượt đầu tiên. Sau đó, thời gian bắt đầu thì chúng con sẽ vẽ thật là nhanh nha. Cô Lâm Khánh Chi ở đây sẽ dự đoán xem đó là loại trái cây gì. Chúng ta không cần vẽ đẹp, chúng ta vẽ sao có hình dáng để dễ đoán nha các con. Nhanh nha, tại chúng ta chỉ có vài phút thôi. Tụi con không được nói ra cái loại trái cây này là loại trái cây gì và không được viết chữ ra luôn nha, chỉ cần vẽ thôi. Ok, đồng ý không? Dạ rồi. Rồi, sẵn sàng. Thời gian bắt đầu. Nhìn đi con, nhìn này dẻ. Đưa ra con. Dẻ xong rồi đưa ra. Ai dễ không giơ lên. Đây là trái gì cô? Trời, trái gì trời? Đưa lên cho cô. Trái cam. Trái táo. Trái táo, đúng rồi. Đúng rồi, chuyển, lẹ lên, lẹ lên. Tiếp theo. Nhanh nè. Bé nào vẽ xong trước thì cứ đưa cho cô xem nha. Chỉ cần đoán đúng 5 trên 10 là được thôi nha. Cái này cái gì chị? Ở trong có hồn hả? Chứ không phải. Cái vỏ bên ngoài, Cái thơm. Chưa đúng. Đây, thôi. Trông chờ hết vào con đó thôi. Trời ơi, nghe lại. Thôi, nghe lại luôn. Bạn Mỹ chị em Mỹ bẻ gần giống cái gì á. Giống con rùa vậy trời. Cái này là trái đu đủ. Không đúng. Nó có mấy cái gai bên ngoài. Trái thơm. Nhưng mà không phải gai nhọn. Sầu riêng. Chính xác. Tiếp theo. Nè
nè, nhìn nè, nhìn nè, khôi khôi khôi, nhìn nè con, nhìn nè con, nhìn nè con. Trái chuối. Trái chuối chính xác. Đúng rồi, nhanh lên. Đây, các con nhảy nhanh lên để giúp cô nha. Cô ca như người mẫu vậy đó. Nhanh lên, nhanh lên. Trời, thiệt có như người mẫu này luôn á. Đi ba vòng luôn. Con chưa thấy hai người chưa thấy rõ hả nè. Quá dễ. Cô ơi. Ô, dễ. Chúc nhờ, chúc nhờ. Chính xác. Đúng rồi. Sai. Sai. Kê kê kê, go go. Go go. Cái nhà cái bầu. Chưa đúng. Cái nhà. Chưa đúng. Trái này được cắt ra luôn nè, quá quá dễ. Chưa bơ. Chính xác. Đúng rồi. Năm đúng rồi, năm đúng rồi. Chưa cần hết 4 phút mà chị Lâm Thanh Di đã cùng với các con dự đoán được 5 loại trái cây chính xác là trái táo, sầu riêng, trái nho, trái chuối và trái bơ. Không dễ cho đi. Rồi bây giờ có muốn lấy tiền thưởng không? Lấy. Lấy được chưa? Số tiền thưởng hiện nay là 23 triệu đồng. Quá to. Thử thách này là nhờ bé rất rất nhiều nha. Thì nhà phải nhà các bé chứ. Cho nên cuối chương trình chị phải tặng quà cho các bé nha. Ok rồi. Và bây giờ để đến với vòng 3, chúng ta sẽ đến với ít phút giải lao. Xin mời. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Siêu Nhí Đấu Trí. Đây là vòng 3 rồi. Chị Lâm Khánh Chi thân mến, hiện nay chị đang có 23 triệu là một số tiền cũng khá là cao. Nhưng chúng ta sẽ biến nó gấp đôi hoặc cộng thêm hay chia đôi hoặc là giữ nguyên. Đó là quyền lựa chọn của chị thông qua 3 chiếc hộp may mắn đến từ 5 người bạn nhỏ ở đây. Lúc mới ở vòng 3 như sau. Ở vòng thi này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi thuộc các nhóm chủ đề khác nhau. Mỗi câu hỏi có thời gian thảo luận và trả lời trong vòng 3 phút. Mỗi thành viên của ban cố vấn nhí sẽ giữ một chiếc hộp chứa các giải thưởng bí mật khác nhau. Giữ nguyên cộng 5 triệu trừ 5 triệu chia đôi và nhân đôi số điểm. Người chơi lựa chọn 3 trong 5 chiếc hộp. Nếu trả lời đúng mỗi câu hỏi thì người chơi có quyền mở một chiếc hộp và lấy giải thưởng chứa đựng trong đó. Đầu tiên của chị bây giờ là chị chỉ cần lựa chọn 3 trong 5 chiếc hộp đó. Chị cảm thấy bạn nhỏ nào có thể đem đến may mắn cho chị thì chị cứ lựa chọn. Vâng, sau đó thì chị sẽ trả lời câu hỏi. Nếu mà đúng thì mình được xài chiếc hộp đó. Còn không đúng thì mình hủy. Hủy chiếc hộp đó, mình không được sử dụng. Và bây giờ thì các bé ơi. Dạ. Các con hãy nói một điều gì đó với cô Lâm Khánh Chi để cô Lâm Khánh Chi có thể chọn mình đi nào. Mời con. Trong chiếc hộp này là một điều may mắn, cô hãy chọn nó để cô có thể chiến thắng trong vòng 3 này. Yeah! Tiên tiên nha! Thôi! Nói gì với cô đi con? Chúc cô may mắn với lại vòng 3 này, cô hãy chọn hộp của con. Yeah! Rồi! Thư Thư! Dạ, con chúc cô may mắn, cô hãy chọn chiếc hộp của con để mà cô chiến thắng. Wow. À, như là cái câu nói này dư nhau thắng. Như trên, rồi xong cô. Thôi, không có bảo là có một cái ý khác mà đúng không? Bây giờ mình nói một ý khác với cô Chi đi nè. Chọn cái hộp của con là quyết định đúng, cô hãy chọn chiếc hộp của con. Hay, hay. Là một quyết định đúng. Rồi, cuối cùng mời con. Cô Chi ơi, cô hãy chọn chiếc hộp của con bởi vì nó sẽ mang đến may mắn cho cô. Chúc cô may mắn trong vòng thi này. Chúc cô may mắn trong vòng thi này nha cô. Chiếc hộp nào cũng may mắn hết. Bây giờ không biết cô chọn chiếc hộp nào. Nhưng mà có một cái chiếc hộp của bạn bảo là bạn nói là chiến thắng đó. Ấn tượng nhất. Cho nên cô sẽ chọn con đầu tiên. Yeah. Chiếc hộp của bảo đã bị đóng băng. Và còn 4 người còn lại, chọn 2 cái nữa. Cô Tiên ơi. Dạ. Cô Tiên có băng phép cho Khánh Chi không vậy? Dạ có. Cô thì thực sự có rất thích màu vàng và màu đỏ.
mà con lại mặc bộ đồ là màu đỏ, màu vàng. Cô sẽ chọn con. Rồi, đóng băng luôn. Bây giờ chọn thêm một người nữa. Là trai hay gái đây? Cô chọn hoa dâm bụt. Chiếc hộp của Minh Thư. Và chúng ta đã có 3 chiếc hộp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những chủ đề ngày hôm nay. Chị biết không, có những người chơi tới đây á, họ lựa đúng 3 chiếc hộp cao nhất luôn, là giữ nguyên cộng 5 xong nhân đôi. Cho nên là em hy vọng chị cũng sẽ như vậy nha. Vâng, còn bây giờ sẽ là 3 chủ đề trong vòng 3 xin mời. Đồ vật trong nhà. Đố vui. Hoa hồng, toán học. Cô chọn gì? Con muốn trả lại đồ vật trong nhà. Đồ vật trong nhà. Câu hỏi như sau: kể 15 món đồ vật nội thất thường thấy trong nhà mà tên gọi có chứa ký tự hờ. Rồi kể. Các con giúp đỡ cô nè. 3 phút bắt đầu. Mời các con, ai biết giơ tay. Nội thất đồ vật có chữ H ở trong nhà là gì? Mời Khôi. Dạ, chảo. Chảo. Chảo, cô ơi, chảo, chảo. Chảo để nấu ăn. Tiếp tục. Ai? Dạ, ghế. Ghế, ghế. Đúng rồi, đi ngồi. Ghế. Con, mời con tiên. Dạ, đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ. Ai nữa? 15 từ lận. Rồi, tiếp tục, bạn nào biết giơ tay. Mời con, Tiên Tiên. Dạ, chanh. 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 Dạ. Mời con. Dạ, cầu thang. Cầu thang. Kính. 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 Nội thất nha. Đồ vật. Đồ vật, nội thất. Tủ lạnh. Tủ lạnh. Là khi mà chúng ta muốn làm cái phòng ngủ của mình mát hơn, mình xài cái gì? Máy lạnh. Máy lạnh. Máy lạnh. Máy lạnh. Tủ lạnh, máy lạnh. Móc khóa. Ổ khóa. Bàn chải. Bàn chải cũng đúng. Bàn chải cũng đúng luôn. Tấm ngăn. Tấm thảm. Tấm thảm. Tấm thảm. 5 4 3 2 hết giờ. Thật sự ra 15 cái món đồ vật và nội thất thường thấy trong nhà rất là dễ, chỉ là chúng ta sẽ tìm được cái từ nào có chữ H mà thôi. Và đây là đáp án của chị Lâm Khánh Chi. Chảo. Đúng. Ghế. Đúng. Chăn. Đúng. Đồng hồ. Đúng. Cầu thang. Đúng. Bức tranh. Đúng. Chai nước. Đúng. Cái bình. Cái bình. Cái bình hoa. Chai nước. Rồi kính. Đúng. Chén. Đúng. Tủ lạnh. Áo khoác. Máy lạnh. Ổ khóa. Cái khăn. Bàn chải. Tấm thảm. Kem đánh răng. Là 18. 18 từ luôn. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Điều đó đồng nghĩa chị sẽ chọn một chiếc hộp để mở ra và để xem bên trong đó là bí mật gì, và chúng ta sẽ sử dụng bí mật đó. Đứng đây chọn luôn. 1, 2, 3. Chị muốn mở của ai trước? Bảo. Bảo. Bảo ơi, con sẽ là người đầu tiên mang lại may mắn cho cô Lâm Khánh Chi. Con có vui không? Ừ. Con cười cái coi. Cười tươi đi con, cho mùa xuân nở hoa. Rồi bây giờ là chú mở ra xong rồi con giấu ở trong người nha. Chuẩn bị nha, từ từ nha. Tươi xanh không? Cô Lâm Khánh Chi, hãy nhìn vào khuôn mặt của con, khuôn mặt thiên thần. Hãy xác định cho cô Chi là đây là hên hay hỏng hên. Con cười tươi. Không xui nhưng cái này cũng không hên. Hay là bình thường. Vậy thì đó chính là bí mật. Dữ. Hên quá. Nói chung không thua là được. Dạ. Chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo. Xin mời. Đố vui hoặc là khoa học toán học. Rồi Tiên Tiên, con muốn đố vui hay là khoa học toán học? Con muốn đố vui. Rồi. Đố vui cho vui nhà vui cửa nha. Xin mời. Đố vui. Loài cá yếu nhất đại dương là cá gì? Này là đố chữ nha. 3 phút bắt đầu. Đây là một câu đố chữ. Đồ cá yếu nhất đại dương. Loài cá. Loài cá yếu nhất đại dương. Con cá gì mà nó yếu nhất đại dương nhỉ? Ở đại dương có những con cá gì kể nghe chơi coi nè. Các con biết loài cá nào ở đại dương giơ tay. Cá chép. Cá chép. Cá chép ở đại dương. Cá chép ở dưới sông con, đại dương là biển. Đại dương hồi nãy con nói cá gì? Con cá gì ở vòng 1 nè? Cá voi xanh. Cá voi xanh. Cá voi xanh nè. Cá heo. Cá mập. Cá mập. Cá mập. Đúng rồi. Sao mi? Con gì con? Cá gì? Cá vàng. Cá vàng là cá gì? Cá vàng nha, cá vàng. Miệng nó có cá màu vàng. Cá ngựa. Cá ngựa. Cá ngựa. Gì nữa? Nhiều lắm, đại dương xanh bao la, rộng lớn lắm. Rất là nhiều cá mà bây giờ. Nhưng mà chúng ta phải tìm con cá yếu nhất. Và các bạn nhớ là chúng ta có cá đuôi. Con cá đuối là bình thường, con cá đuối rồi. Thì bây giờ chị nó là yếu nhất thôi. Theo chị là vậy. Theo chị là vậy thì chị con cá đuối. Xin đừng đọc hiệu. Đây hình ảnh chú cá đuối. Cúi mặt xuống. Cúi mặt xuống xíu. Đúng rồi. Đây hình ảnh chú cá đuối. Giống. Giống. Rất là dễ thương anh em.
Cảm ơn con đã gợi ý cho cô Lâm Khánh Chi bằng hình ảnh, không cần bằng lời nói nữa. Và các con có thấy là cô Lâm Khánh Chi đưa ra đáp án cá đuối là loại cá yếu nhất ở đại dương đúng hay sai? Dạ đúng. Tại sao đúng? Khoan nha. Dạ con cũng nghĩ ông cô. Đây là nghĩ là đúng nè, đây nghĩ là sai nè. Tại sao sai con? Tại vì con cá đuối thường thường là nó không bị đuối nước. Con cá đuối nó không có bị đuối nước đâu cô. Nhưng mà nó yếu nhất trong những loại cá, con hiểu không? Tại vì mình chơi đố chữ mà, thì bây giờ chữ đuối là hiểu rồi, không còn con cá nào ngoài cái con cá yếu nữa, là chỉ con cá đuối thôi. Là bây giờ chúng mình sù đố cô làm cái gì, làm sao để giải thích cho bạn hiểu? Tại vì mình đang chơi trò chơi này, ban tổ chức đưa ra là mình chơi đố chữ, thì con cá nào yếu nhất thì chỉ có con cá đuối thôi, đúng không? Hợp lý không con? Đố chữ mà. Mà đuối là cái gì, cô phải giải thích thêm. Đuối là yếu nhất á. Đuối là yếu đuối. Sao tôi đuối quá, ví dụ vậy đó, giống như hôm nay cô đuối quá nè. Đuối là yếu. Đuối má, đuối vậy đó. Đó, con hiểu không? Thôi cô, con nghĩ là cô nói chữ đuối là bạn đó không hiểu. Con phải giải thích là... Chứ con nói chữ gì? Chữ mệt. Con cá mệt hả? Con cá mệt hả? Con cá mệt hả? Con cá đuối, cô sẽ chọn cá đuối. Đáp án cuối cùng của cô Lâm Khánh Chi là con cá đuối. Và đáp án của chương trình đó chính là con chữ cá. Vậy thì bây giờ chúng ta phải mở trong chiếc hộp lên nè. Đi nhanh lên, nhanh lên. Chị, hộp nào, hộp nào chị, hộp nào? Bạn Tiên hay là bạn Thư? Bé Thư. Đây là chiếc hộp của Thư. Chia đôi. Chia đôi. Gì vậy? Đôi. Gì xui vậy chị? Nhân đôi. Gì xui ngang vậy trời? Mặt sủa hốt hoảng quá, cho em coi với. Em không được, em coi em xùi xỉu. Đâu? Em coi là em xỉu. Trời, cái gì ghê vậy? Hai ngày này làm như ghê. Em coi là em xỉu đó. Thôi về bệnh cho chị đi, đỡ chị đi. Trời ơi. Chị ơi, đứng đây, vô đây. Ôm em vào, ôm vào. Bây giờ mình đổi được không? Thế giờ mình không chọn nữa. Chị có quyền đổi. Chị quyền đổi. Nếu chị thấy tình hình không ổn là chắc là chị đổi đó. Đổi được. Đổi được không? Chị được. Chưa chứng mở mà. Đổi không? Đổi cất vô. Đổi không? Đổi không? Ba chiếc hộp này là của chị. Chị muốn đổi chị muốn đổi. Bỏ chứ nào trước cũng được hết. Của chị. Đổi không? Chắc đổi. Đổi bỏ vô con từ từ. Trời ơi, cái nhân đôi mà đổi. Đổi không? Đổi không? Hỏi khán giả. Chị đổi không? Hỏi khán giả coi. Đổi không? Bây giờ. Đổi không? Đổi không? Không đổi à? Bây giờ bảo đổi không? Quyết định con, anh chứ không biết gì luôn. Quyết định đổi. Đây là quyết định cuối cùng của chị là đổi. Bóp. Mở đi con ơi. Trời. Cảm ơn con, một ngày hôm nay tiên và hơi buồn. Không sao chị. Em xin lỗi chị. Số tiền thưởng hiện nay 23 triệu trừ 5 triệu là còn 18 triệu. Không sao. Vẫn là một con số rất cao. 18 là một con số rất đẹp. Mà biết đâu được chị sẽ trả lời tiếp tục câu này và mang lại một sự may mắn thì sao? Đúng không vậy? Mà? Rồi. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng của vòng 3. Xin mời. Khoa học. Câu hỏi như sau: Na không đi ngang nhà ai mỗi khi đi học? Bin và Mi hay nhìn thấy Su đi học sớm. Na thường đi ngang nhà Mi mỗi khi đi đến nhà Bin chơi. Hỏi nhà của bốn bạn này theo thứ tự như thế nào? Rồi, dễ sơ đồ ra. Na đi ngang nhà. Chúng ta sẽ có Na. Bây giờ cái cột mốc cuối cùng Su. Là trường học, ghi cái trường học đi. Đúng rồi. Tại vì đi đến trường học mà. Rồi. Na không đi ngang nhà bất kỳ ai khi mà đi đến trường. Rồi, cho nên là nhà Na sẽ rất là gần trường, đúng chưa? Mời các con, khi các con nhìn vào cái câu hỏi này, các con có hiểu câu hỏi không? Có bạn Bảo, mời con. Dạ, là mình sẽ chỉnh coi nhà nào đứng, nhà nào xa trường hơn, hoặc là nhà nào gần trường hơn. Đúng, chính xác. Thế thì theo con, thì mình sẽ phải sắp thứ tự bốn bạn theo cái nhà như thế nào? Su là nhà xa trường nhất. Su là nhà xa trường nhất, chị. Để cái từ Su đầu tiên. Na là gần trường nhất. Theo gợi ý của bạn Bảo,
Bin. Bin thì kế nhà bạn Su. Su. Còn bạn My thì kế nhà bạn, bạn Na. Na. Đúng rồi. Giỏi quá người ta. Vậy là Bin kế Su, My kế Na. My kế Na. Rồi. Sao em coi coi. Sao đúng không? Dạ đúng. Con cũng nghĩ giống em. Là Bảo dạy đúng rồi đúng không? Dạ. Thời gian còn lại một phút. Thôi ơi, con có hiểu câu hỏi không? Hiểu không? Có hiểu không? Dạ, yeah, sắp hiểu. Sắp hiểu rồi. Từ từ nha, mình cứ ngồi đây thẩm thấu đi. Thư, con hiểu không? Căng thẳng à. Hiểu không? Dạ không. Tiến, sau khi trừ của cô Chi 5 triệu rồi thì con có hiểu luôn câu hỏi này không? Con không dám hiểu nữa. Coi như mình ghi thứ tự 4 người. Đúng rồi. Theo thứ tự mà nhà nào nhất nhì ba tư xong tới trường. Thời gian chị hỏi đã mất 30 giây rồi. 5 giây còn lại. 4 3 2 1 hết giờ. Theo như thứ tự của chị Lâm Khánh Chi đang điền ở trên tấm bảng của mình là Mina Subin, Mạc Subin là mì. Mina Subin. Rồi trường học ở đâu? Trường học ở ai? trường học đâu chị? Trường học ở cuối cùng đi. Cuối cùng đi. Mina Subin trường. Và bây giờ hãy theo dõi đáp án của chương trình là gì nhé. Xin mời. Subin Mina trường học. Mina Subin. Trường học Amisbinsu. Thấy không? Mình đúng rồi. Chúng ta có thể sắp hai chiều. Subin Mina trường học. Đáp án chính xác nhất đó chính là nhà của Su cạnh nhà Bin, cạnh nhà Mi, cạnh nhà Na và mới tới trường học. Chắc chắn là Na sẽ không đi qua nhà ai khi tới trường cả, bởi vì nhà Na gần trường hơn. Và khi mà Na đi tới nhà Bin chơi thì đi qua nhà Mi đúng không? Đúng. Và đặc biệt hơn hết là nhà bạn Su đi học thì phải đi qua nhà Bin và Mi. Nhà Mi. Đó, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác của chương trình. Nhưng rất tiếc chị Lâm Khánh Trì trả lời chưa chính xác. Em tiếc ở đây là tiếc cái hộp kia. Không sử dụng được. Không sử dụng được cái hộp này. Thật sự hồi nãy mở ra mình giật mình. Chị không tin em. Cái hộp đó bị thua đi để chị không có thua. Lỡ như cái hộp đó thắng là chị có la em không? Hồi nãy là em kêu chị đổi đó. Nhưng bây giờ đằng nào thì chị cũng trả lời sai rồi. Nhưng mà lỡ đề nhân đôi sao? Nhân đôi thì trả lời sai đâu có thắng được đâu. Bởi vậy chị có buồn không? Chị có la em không? Tại em là người kêu chị đổi. Thay vì hồi nãy chị trả lời đúng, chị xài hộp đó là được rồi. Chị chơi thắng thua vui à? Không có. Tiền bạc không là vấn đề đúng không chị? Không có đổi thừa. Chị, vậy thì 18 triệu quyên góp vô quỹ từ thiện một ngày nè. Thắng cũng cười mà thua cũng vui. Dễ thương nè. Chị yêu ơi, bây giờ như vậy, con cầm giữ đây, giữ im ở nhà, chưa mở nha. Rồi bây giờ sẽ mở ra cả 3 chiếc hộp cho chị luôn nha. Giữ nguyên, đừng mở ra nha con. Rồi, cho chị biết được ở đâu là vị trí may mắn còn lại của chị nha. Hên xui đó. Rất may mắn thôi. Bây giờ chị muốn xem chiếc hộp nào trong 3 chiếc hộp còn lại. Em nghĩ đi xem chiếc kia đó, chị chiếc bìa đi. Chiếc bìa. Xem bìa nha. Thảo Mi. Thảo Mi. Giây phút cuối cùng. Cô muốn xem của con. Ba. Đáp án trong chiếc hộp này có gì? 1, 2, 3. Cộng 5 triệu. Vậy thì trong 2 chiếc hộp còn lại sẽ là nhân đôi hoặc chia đôi. Wow quá. Các con chuẩn bị nha. 1, 2, giữ cái nhân đôi nha, nhưng rất là tiếc là cô gặp cái gì không có chọn cho nên mình không có xài cái này. Bây giờ mình chơi lại được không? Hết giờ. Vậy là ngày hôm nay trải qua 3 vòng thi đấu với 12 câu hỏi kết hợp cùng với 5 bạn suy nghĩ tuần này, chị Lâm Khánh Chi đã mang về giải thưởng là 18 triệu đồng. Như đã nói thì cô Lâm Khánh Chi ngày hôm nay cũng có những món quà dành cho tụi con nha. Đó chính là những tấm vé đi vui chơi. Xin mời cô. Mời cô. Đăng Khôi, Minh Thư. Dạ cảm ơn cô. Còn Thảo Mi. Dạ cảm ơn cô. Mời các con lên sân khấu luôn. Thank you.
hôm nay chúng ta đã khép lại một hành trình đi tìm lại những kỷ niệm của mình, đúng không ạ? Bằng những câu hỏi rất là thú vị đến từ chương trình này, Siêu Nhiên Đấu Trí và chị Lam Khánh Chi đã mang về cho mình là 18 triệu đồng. Rất mong tất cả quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 20:45 ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Cảm ơn năm siêu nhí của chúng ta ngày hôm nay quá xuất sắc. Và quý vị khán giả đừng quên hãy đón xem chương trình vào tuần sau nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.